Gọi vô chống đi chụp hình, chụp hình. Ơ chụp hình gớm gớm vô con, gớm vô chụp hình nha. Rồi chưa? Nè đưa tay đưa kiểu gì lên đây. Ồ đúng rồi đó. Để thấy mấy đứa bên đây nữa để thanh nó phân bì. Nè ông thầy đâu rồi? Ôi rồi bay. Rồi đi qua chạy bên kia đi. Đi qua chạy bên đây. Chạy này. Khỏi trang trí nữa đi. Được rồi con, khỏi trang trí nữa đi. Được rồi, chạy nữa đi. Thầy lại kìa, thầy Thanh kìa. Vô đây đi, vô chạy đây đi. Vô. Chạy nữa đi. Chạy nữa đi, khỏi đi. Nè mấy anh này vô chậm ngồi dưới thầy ăn chụp hình. Đừng có cho nó lên trên nhiều quá, nó bích cái này của tụi con. Tụi con phải cho nó nằm gì nè. Đó. Đó rồi đó, nó chui vô chạy hết đó. Bây giờ mới nấu ăn. Thầy đang làm gì nữa đây? Đang ca đang hát gì đây? Thư con không cho đó đi Thư. Đó, chụp cái gì Dung chụp cho. Con này sao nó quay mặt đi đâu ạ? Quay mặt ra. Rồi.